Sau đó, kết luận giám định cho thấy nguyên nhân gây ra vụ cháy là do chập điện tại đường dây dẫn điện lắp đặt trên trần la phông qua khu vực trước phòng 204-206 tại tầng 2. Sau đó, ngọn lửa cháy lan lên tầng 3. Về nguyên nhân tử vong của 32 nạn nhân, được xác định là do ngạt khí và bị bỏng nặng. Bước đầu, cơ quan điều tra đã xác định hàng loạt dấu hiệu vi phạm xảy ra tại cơ sở karaoke An Phú, trong đó đã khởi tố cả chủ quán và công an quản lý địa bàn. Thời điểm xảy ra vụ cháy, hệ thống phòng cháy chữa cháy như chuông báo cháy, vòi phun nước không hoạt động, không có phương tiện cứu nạn cứu hộ tại chỗ kịp thời của chủ cơ sở. Tại thời điểm cháy, chủ quán và quản lý đều không có mặt tại cơ sở. Về xử lý trách nhiệm, Đại tá Trần Văn Chính cho biết, sau khi khởi tố vụ án vào ngày 8 tháng 9, tới nay cơ quan điều tra đã khởi tố 3 bị can. Chủ cơ sở karaoke An Phú là Lê Anh Xuân, ngụ thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Hai cựu cán bộ công an quản lý địa bàn cũng bị tước danh hiệu công an nhân dân, bị khởi tố bị can để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gồm Trung tá Nguyễn Duy Linh, đội trưởng đội cảnh sát phòng cháy và cứu hộ cứu nạn công an thành phố Thuận An, bị cấm đi khỏi nơi cư trú, và Đại úy Nguyễn Văn Võ, cán bộ, bị bắt tạm giam.